Làm thế nào để tăng điểm cho bài IELTS speaking? Chúng ta sẽ cùng nhau tìm ra những câu trả lời trong video này nhé. Dĩ nhiên IELTS speaking là một cái kỹ năng khó. Các bạn bên cạnh cái việc là phải bổ sung từ vựng rồi sửa lại ngữ pháp, rồi sửa lại cái cách phát âm thì chúng ta vẫn còn có những cái kỹ thuật khác mà giúp chúng ta có thể tăng điểm cho speaking. Như chúng ta biết thì bài thi IELTS speaking nó gồm có 3 phần và phần 1 thì thường là khá là đơn giản và chúng ta dễ đoán về nó. Cái phần IELTS speaking part 1 thì thường là về bản thân các bạn này, về những cái gì bạn thích, những điều gì bạn quan tâm, những thứ xung quanh cuộc sống của bạn. Như vậy là nội dung mà người ta hỏi chúng ta thì hoàn toàn là không khó. Và bí quyết để cho chúng ta có thể đạt được điểm cao trong cái phần part 1 này đấy là các bạn phải có một câu trả lời đủ dài. Những câu trả lời như yes, no Yes I do, no I don't Sẽ không cho bạn điểm cao Không chỉ là IELTS examiner đâu Mà ngay cả nếu như các bạn chỉ có một cái câu trả lời ngắn như thế Và đưa vào cái app của cô để mà chấm điểm IELTS speaking cho các bạn Thì cái app nó cũng sẽ không chấm cho các bạn Bởi vì là nó không có đủ cái dữ liệu Để mà nó có thể chấm được cho các bạn điểm ở mức nào Cho nên các bạn nhất định là phải làm cho cái câu trả lời của mình nó đủ dài Cô sẽ cho các bạn ví dụ nhé Với câu hỏi Do you like reading? Một câu trả lời đủ dài sẽ là câu trả lời như sau. Yes, I read almost every evening before going to bed. Last week, I just bought a book called Nightbird. It's a breathtaking fantasy novel. Các bạn thấy không? Cái câu trả lời vừa rồi của cô nó dài 3 câu và với cái thời lượng đó thì cái app hoặc là IELTS Examiner họ có đủ những cái material để mà người ta chấm cái bài nói của bạn bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau làm một ví dụ khác nhé với câu hỏi do you like going to the cinema mọi người đừng nói yes i do mà mọi người hãy trả lời đủ dài như sau yes i go to the cinema almost every week last week my best friend and i went to see avatar it's an amazing 3d animation picture i cried at the end trong giáo trình của cô thì cô có những bài học để hướng dẫn cho các bạn cái cách trả lời câu đủ dài và không dài quá. Cô cũng có những cái video để hướng dẫn cho các bạn cách trả lời cái câu hỏi do you like. Các bạn hãy liên hệ với cô để tìm hiểu thêm về bộ giáo trình này nhé. Nào, tiếp theo thì trong phần 2 và phần 3, chúng ta sẽ phải có những cái câu trả lời dài hơn những câu trả lời trong phần 1 rất là nhiều. Trong phần 2 thì các bạn sẽ được đưa ra một cái đề in trên một tờ giấy hoặc là trong một quyển đề và các bạn được đưa bút giấy để các bạn chuẩn bị trong vòng 1 phút. Thì trong vòng 1 phút này, các bạn phải thực sự suy nghĩ, các bạn phải đặt xuống những cái động từ hoặc là những cái tính từ mà theo bạn là nó trả lời được cái câu hỏi và nó rất là đắt để mà chúng ta có thể sử dụng trong cái lúc mình nói, bởi vì nhiều lúc mình nói thì mình quên cái suy nghĩ của mình cho nên là mình sẽ nhìn vào cái tờ giấy nháp và những cái từ vựng mà mình thấy đắt giá đấy để mình sử dụng. Thứ hai là đây là một cái bí quyết mà cô rất hay làm, tức là trong cái tờ giấy nháp đấy thì cô có thể là cô sẽ để những cái dấu hiệu để mà nhắc nhở cô. Ví dụ cô để một cái dấu hỏi để trong khi mà cô nói cô nhìn vào, cô nhìn thấy cái dấu hỏi thì tức là cô phải bảo là à, cô sẽ làm một cái câu hỏi tu từ trong cái bài nói của cô. Hoặc là cô thấy một cái chữ if thì cô bảo là à mình sẽ làm một cái câu với cái cấu trúc if tức là cái cấu trúc điều kiện để tăng cái điểm về ngữ pháp thì các bạn khi mà đặt ra những cái reminder như thế những cái nhắc nhở thì chúng ta sẽ nâng cao được điểm ngữ pháp và khi mà chúng ta nhìn những cái từ vựng chúng ta chuẩn bị thì chúng ta sẽ làm nâng cao được cái điểm từ vựng của mình thì khi ngữ pháp và từ vựng nó được điểm cao hơn thì auto là điểm nói của bạn sẽ cao hơn đúng không nào các bạn biết không trong số rất là nhiều những cái đề mà được hỏi trong những năm gần đây thì có vô cùng nhiều đề nó thuộc về dạng câu hỏi là describe your favorite cô có thể kể ra nhé là describe your favorite movie describe your favorite song, describe your favorite singer, describe your favorite uh, book, describe your favorite TV program, describe your favorite person, describe your favorite sports person, describe your favorite athlete, describe your favorite piece of music vân vân. Những cái đề này cái tỷ lệ nó được ra rất rất là cao, cho nên các bạn, cho dù là các bạn không có bộ đề thì cũng không vấn đề gì cả. Các bạn nên làm ra một cái danh sách những cái đề mà describe your favorite và sau đấy thì các bạn sẽ tập trả lời trước với cái sự chuẩn bị đã kỹ càng của các bạn ở nhà rồi thì khi vào phòng thi các bạn sẽ và gặp được cái đề này thì các bạn sẽ cảm thấy là nó rất là thoải mái các bạn sẽ nói mà không bị trúc chắc nhiều liên quan đến cái việc là để nói một cách trôi chảy không trúc chắc thì khi mà các bạn ở nhà và chuẩn bị sẵn những cái đề describe your favorite này thì các bạn hoàn toàn có thể sử dụng công cụ rất là hữu ích đó là internet chúng ta hãy search về những cái bộ phim hay là cuốn sách hay là ca sĩ hay là uh, vận động viên thể thao hay là bất cứ cái gì mà các bạn đang cần phải nói về bằng tiếng anh mình search và sau đấy mình tìm ra những cái từ vựng nào mà nó đắt hoặc là những cái câu trúc nào mà nó hay và mình sẽ đưa vào cái bài của mình mình tập nhiều lần thì tự động cái ngôn ngữ đấy nó sẽ là ngôn ngữ của mình và khi mà mình vào cái bài nói thì mình sẽ nói rất là bay bổng, mình sẽ nói rất là trôi chảy, mình sẽ không sợ cái gì nữa và như thế thì không ai mà họ tiếc gì họ không cho bạn một cái điểm IELTS speaking cao. Thêm một bí quyết cuối cùng, đấy là nếu như các bạn muốn có IELTS speaking điểm cao thì hãy follow cô để nhận thêm nhiều bài học và cô còn có một cái app để mà giúp các bạn chấm điểm AI Speaking ở nhà, các bạn nói và app sẽ chấm xem là Speaking của bạn được bao nhiêu này, ngữ pháp của bạn cần bổ sung gì này, phát âm của bạn cần bổ sung gì này, sự xuân sẻ thì các bạn cần bổ sung những điều gì này, thì app đấy theo cô là rất hữu hiệu và cô cũng tập theo cái app ấy hàng ngày. Các bạn có thể liên hệ với cô thêm để hiểu về cái app đấy nhé. Các bạn hãy giúp cô chia sẻ video này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở các video sau. Goodbye.